Vì sao Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022? Tối ngày 1 tháng 10 vừa qua, đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với màn đăng quang của thí sinh Đoàn Thiên Ân. Theo đó, nàng hậu sẽ trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Grand International 2022 ở Indonesia trong vài ngày tới. Về việc đăng quang của Đoàn Thiên Ân, bên cạnh nhiều lời khen ngợi về nhan sắc và bản lĩnh của tân hoa hậu, cũng có những ý kiến cho rằng Thiên Ân vốn là gương mặt mới, chưa có nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp thì liệu có kịp tỏa sáng tại Miss Grand International 2022 hay không? Trước những thắc mắc này, bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss Grand Việt Nam đã có những chia sẻ ngay sau đêm chung kết về tân hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Theo đó, bà Kim Dung khẳng định việc lựa chọn Đoàn Thiên Ân đăng quang đã nhận được sự đồng tình rất cao từ tất cả thành viên ban giám khảo. Bà Dung cho biết, ngay sau vòng sơ tuyển, Thiên Ân bị té và cổ chân bên trái bị thương nặng, vừa phải tập luyện, vừa phải đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, mỗi khi Thiên Ân bước ra sân khấu đều rạng rỡ. Khi Thiên Ân thuyết trình, giọng nói rõ ràng và bạn nói bằng cả trái tim, ánh mắt, bằng cả tâm hồn nữa, nên một cô gái như vậy xứng đáng để trở thành hoa hậu và hầu như ban giám khảo đều vote cho Thiên Ân mà không có một ý kiến trái chiều nào. Bà Dung nói, trước những ý kiến hoài nghi về khả năng ngoại ngữ của Thiên Ân khi tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế, bà Dung cho biết, trước khi cuộc thi bắt đầu khoảng một tuần, ban tổ chức có gặp gỡ từng thí sinh để trò chuyện, hiểu thêm về từng người và kiểm tra cả khả năng tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh của Thiên Ân có thể kém hơn Quỳnh Châu và Tuệ Anh, nhưng bạn vẫn nghe nói tốt, có thể tiếp nhận được các câu chuyện và trình bày được hết ý kiến của mình. Bà Dung chia sẻ. Bà Dung nhận định, có thể do kinh nghiệm chinh chiến sân khấu của Thiên Ân chưa nhiều, nên cô đã chọn giải pháp an toàn là không nói tiếng Anh nhiều trên sân khấu. Tuy nhiên trong giao tiếp hàng ngày thì gần như bạn nghe hiểu được hết và trả lời khá tốt, nên tôi tin khi đi thi quốc tế, Thiên Ân ổn thôi, bà Dung khẳng định. Bà Phạm Kim Dung cũng cho biết, trong quá trình phỏng vấn với Thiên Ân, cô chia sẻ vừa mới tốt nghiệp đại học, đang đi làm thêm khá nhiều công việc và mong ước tìm kiếm được một việc làm ổn định, đồng thời học tiếp để có bằng cấp cao hơn. Chủ tịch Miss Grand Việt Nam cũng biết được về hoàn cảnh của Thiên Ân khi mẹ của cô đã mất. Tuy nhiên, bà Dung cho biết, tại cuộc thi ban tổ chức muốn khai thác sâu về con người của từng thí sinh để biết về những mong muốn, định hướng trong tương lai của họ, chứ không quá quan tâm đến gia cảnh. Chiến thắng của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi khắp các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, phần đông ý kiến đều đánh giá cao tài năng ứng xử của nàng hậu. Mong rằng tại đấu trường quốc tế sắp tới, Thiên Ân sẽ tiếp tục phát huy tài năng của mình để mang vinh quang về cho Việt Nam.